Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính tưởng niệm cố Đại Lão Hòa Thượng Sư Tổ Khai Sơn Tổ Đình Chùa Hoằng Pháp. Kính bạch Hòa Thượng Viện Chủ. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Hiện Diện. Kính thưa quý Phật tử. Kính bạch Chư Tôn Đức, hôm nay là ngày 17 tháng 10 năm Nhâm Dần. Chúng tôi về đây trước là để cung kính lễ Sư Tổ, và sau thì được hội ngộ, hội duyện Chư Tôn Đức Tăng và quý Phật tử. Chúng tôi rất lấy làm hoan hỷ vô cùng. Không biết Chư Tôn Đức có hoan hỷ với chúng tôi hay không? Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, kính thưa quý Phật tử. Vào giờ này thì chúng ta rất có nhân duyên hội ngộ trước cái giảng đường. Trên thì có hình ảnh Sư Tổ. Chúng tôi thấy rất là cảm động, và đồng thời cũng được có cái sự cho phép của ban tổ chức để mà lên đây nói chuyện với quý vị Chư Tôn Đức. Kính bạch Chư Tôn Đức, nói về vấn đề kinh luật luận Phật Pháp thì Chư Tôn Đức ngày hôm nay có học rất là về phương diện Phật Pháp này rất là nhiều rồi. Chúng tôi cũng không có cái gì để mà nói thêm nữa, nhưng mà rồi cũng có cái nhân duyên thì thôi, thì cho phép chúng tôi nói thì cũng phải nói thôi. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng, thì hôm nay chúng tôi có ý niệm là chia sẻ với quý vị về qua 6 tâm trạng của mỗi con người nói riêng và nhân loại nói chung. 6 tâm trạng đó là chúng ta lấy cái cặp buồn vui để chúng ta nói trước, rồi sau đó tuần tự có những cặp kế tiếp. Buồn, đi đến buồn là tâm trạng thứ nhất. Buồn quá muốn chết kia rồi á. Nhưng ở đây thì quý vị đã đi vào xuất gia tu hành theo nhà Phật rồi, thì chắc có lẽ cũng không có đến nỗi nào tâm trạng thứ nhất đó ha. Có nghĩa có khi cũng còn buồn vì chúng ta chưa phải là thành Phật hoàn toàn. Thì trong cái thời gian chúng ta tu tập thì đương nhiên cũng có những nỗi buồn, nhưng mà nỗi buồn rồi cũng tương đối thôi, chứ không đến nỗi nào tuyệt đối mà buồn quá muốn chết nhà cho rồi, y như người đời đó ha. Mà nếu mà không chết thì cũng khổ lắm. Chắc có lẽ Chư Tôn Đức không có đến nỗi nào có tâm trạng thứ nhất, nhưng mà cũng có đôi khi buồn. Rồi bắt đầu chúng ta tìm làm sao để có cái niềm vui thoát cái nỗi buồn đó. Thì đó là tâm trạng thứ hai, là buồn đi đến vui. Chư Tôn Đức ở đây có cái tâm trạng thứ hai đó không ạ? Là buồn, cái rồi chúng ta phải làm sao cho hết buồn. Rồi tâm trạng thứ hai là buồn đi đến vui, là tâm trạng thứ hai. Rồi bắt đầu cái vui đó rồi sao nó cũng chóng tàn, nó cũng đi qua, cho nên nó là sanh lại cái buồn trở lại. Là tâm trạng thứ ba là vui đi đến buồn. Nè, vui đi đến buồn. Không biết quý vị có tâm trạng này không ạ? Hai và ba, buồn đi đến vui, rồi vui trở lại buồn. Có hai tâm trạng này chưa ạ? Trước khi chúng tôi nói đó, thì chúng tôi đi qua cái vấn đề lý thuyết thực nghiệm, chúng tôi cũng có tâm trạng đó là buồn, chứ không đến nỗi mà buồn muốn tự tử, nhưng mà buồn rồi cũng tìm lối thoát. Mà lối thoát thì ngoài đời có nhiều cái vấn đề để họ thoát lắm. Chẳng hạn như ngoài đời thì họ cũng buồn quá, họ chưa đến cái chỗ đi vào cái lối chết đó, thì họ tìm lối thoát. Là chẳng hạn như bên phái nam thì họ đi tìm qua những ly rượu, nhậu rồi cũng đỡ buồn, cũng vui lên. Rồi hay là nhất là cái ngày hôm nay đó, các con người chúng ta ở ngoài đời có đôi khi xuất gia cũng có nữa đấy. Có nghĩa là họ buồn, cái họ đi tìm qua cái nguồn vui để cho hết buồn là xuyên qua cái đạo quẹt quẹt đó ha. Cái đạo quẹt quẹt, có nghĩa là cái đạo quẹt quẹt nó cũng giúp cho con người có cái sự vui lắm. Buồn cái quẹt quẹt chập cái nó cũng vui đi. Đó, nhưng mà rồi khi hết quẹt rồi cái nỗi buồn cũng dâng lên thì trở lại vui đi đến buồn. Cũng như họ nhậu xong rồi, trong khi lúc nhậu thì nó cũng đã buồn,
Nhưng mà hết nhậu rồi cái bắt đầu cái buồn nó cũng trỗi dậy, là vui đi đến buồn, cái buồn trở lại vui. Đó là tâm trạng thứ ba. Và tâm trạng thứ tư là nửa buồn, nửa vui. Ở đây chư Tôn Đức có cái tâm trạng đó không ạ? Nửa buồn mà cũng nửa vui đó, có không ạ? À, quý Phật tử trên đó có không? Có nghĩa là nửa buồn mà nửa vui đó. Rồi tâm trạng thứ năm là không buồn mà cũng không vui. Có cái khoảng cách thời gian, đôi khi mình cũng không có cái gì gọi là buồn, hay cũng không có gì là vui, là tâm trạng thứ năm là không buồn mà cũng không vui. Còn cái tâm trạng thứ sáu á, là vui đi đến vui, à, vui trong vui đó. Tâm trạng thứ nhất đến thứ năm thì hình như là tất cả tâm con người đều có cả. Và không biết chư Tôn Đức chắc có lẽ cũng có ha. Từ tâm trạng thứ nhất mà buồn đi đến buồn chắc cũng không đến nỗi nào, nhưng mà từ trong cái buồn đó đi tìm cái vui đó, cho nên là buồn đi đến vui là tâm trạng thứ hai, cái vui trở lại buồn là tâm trạng thứ ba, rồi nửa buồn nửa vui là tâm trạng thứ tư, không buồn không vui là tâm trạng thứ năm. Thì năm tâm trạng nó hình như nhân loại chúng sanh phàm phu đều có cả, mà cả chúng tôi cũng có nữa. Không biết chư Tôn Đức có năm tâm trạng đó không ạ? Có không? Chắc có chứ hả? Chúng ta đi đến tâm trạng thứ sáu là vui đi đến vui. Ở ngoài đời họ cũng có cái đó, nhưng mà khó lắm. Khó tiến đến cái chỗ mà tâm lý đi đến vui là vui trong tuyệt đối đó. Còn ở trong nhà Phật với mình á, thì năm tâm trạng đã có sẵn rồi, khỏi cần học nữa, nó cũng cứ thay đi đổi lại hoài đó thôi, không? Nhưng mà còn tâm trạng thứ sáu là vui để nên vui. Thì quý vị cũng đã bỏ tất cả ở thế gian rồi, xuất gia đi vào chùa tu, thì nói là xuất phiền não gia, xuất tâm giới gia, là sau cùng kết quả là vui đi để vui. Hay là chúng ta niệm tu học phương pháp niệm Phật đó, niệm đến cái chỗ mà nhất tâm bất loạn á, là bắt đầu trong trạng thái đó là cực lạc nó hiện tiền, và đồng thời bỏ cái báo thân này nhất định là phải đi về gọi là cực lạc. Cực lạc là niềm vui tột đỉnh đó, là vui đi đến vui, là tâm trạng thứ sáu. Vậy là ở đây quý vị chắc có lẽ cũng thích vươn lên tiến hóa đến cái tâm trạng thứ sáu cho mình đi tu chứ ha. Và quý Phật tử cũng vậy, muốn đi về chùa là để học cái tâm trạng thứ sáu, hay là trở lại tâm trạng thứ năm, tâm trạng thứ tư, ba, hai, một. Chắc có lại cũng muốn vươn lên tâm trạng thứ sáu chứ không? Vậy là đó là nói về cái cặp buồn vui, chúng ta xuyên qua cái cặp thương ghét đây ha. Mỗi cặp đó hình như nó cũng nảy nở sáu tâm trạng. Ghét đi đến ghét là ghét hận thù không đội trời chung đó ha. Ghét khổ quá gây chiến tranh rồi xung đột khổ lắm. À, bắt đầu cái họ nảy nở cái tình thương là ghét đi đến thương. Đó. À, thương thì thương luôn để cho đi tâm trạng thứ sáu đi, nhưng chưa. Cho nên cái ghét thương rồi cái thương nó trở lại ghét. À, quý chư tự Tôn Đức có cái tâm trạng này không ạ? Sống chung nhau đương nhiên đôi khi cũng có chứ hả? Có đôi khi mình xung đột đó, chắc trong lòng mình cũng bực bội sao đó, mình xung đột lên là ghét đi đến ghét, nhưng chưa đến nỗi nào, cái mình bắt sấm hối ăn năn thôi, nghĩa là mình không còn ghét nữa, cái nó đi đến cái gọi là thương nhau, sống chung huynh đệ nè, hòa hợp sung sướng. Rồi đôi khi cái nó cũng trở lại cái cốt luân hồi sinh tử làm sao đó, nó còn cái bản chất phàm phu ha, cái nó trở lại thương đi đến ghét. Đó. Rồi đôi khi cũng có nửa thương mà cũng nửa ghét. Có không ha? Có không ạ? Có tâm trạng này không? Rồi nghĩa là đôi đích tâm trạng thứ năm là không thương mà cũng không ghét. Rồi bắt đầu chúng ta đi vào cái năm tâm trạng này, nó cứ xoay vần mãi, gọi là danh từ nhà Phật, gọi là nhân luân hồi đó ha. Luân hồi nó cứ luân đi trở lại đó ha, hồi trở lại. Rồi bắt đầu không lẽ chúng ta cứ dậm chân tại chỗ qua năm tâm trạng đó sao? Vậy thì chúng ta theo Phật đương nhiên là chúng ta phải làm sao học đạt đến cái tâm trạng thứ sáu là vui đi đến vui. Đó. Hay là thương đi đến thương. Đó. Cũng như là chúng ta xuyên qua lịch sử Đức Phật đó. Là còn lý nổi là làm tương lai làm đế vương, nhưng mà làm vua đi nữa rồi cũng nằm trong lẫn quẩn trong năm tâm trạng thôi. Là năm tâm trạng thôi. Đấy, cũng vui buồn thương ghét lẫn lộn như vậy. Nhưng mà khi đi xuất gia rồi á, ngày thành Phật rồi
đương nhiên là Ngài đạt đến cái chỗ tuyệt đối là vui để đến vui, cho nên Ngài có thương để đến thương. Bằng chứng là lịch sử để lại cho chúng ta biết là những người nào hại Ngài, Ngài cũng thương. Như Đề Bà Đạt Đa đó, hại Ngài là Ngài còn cũng thương, mà Ngài còn thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa tương lai làm Phật nữa. Đó, cái đặc biệt chỗ đó. Chứ nếu mà còn chúng ta nằm trong năm tâm trạng đó, nếu họ thuận chiều mình thì mình thương, mà nghịch chiều mình thì mình ghét. À, đương nhiên là như vậy. Nhưng mà đến Đức Phật thì đi đến trạng cái tâm lý tuyệt đối đó, nghĩa là thương đi đến thương, thì Ngài được đến chỗ vui đi đến vui, cho nên Ngài đạt đến chỗ thương đi đến thương. Nhưng mà muốn đạt đến thương đi đến thương, vui đến vui, thì chúng ta xuyên qua cái cặp là giả và thật. Là giả đi đến giả là tâm trạng thứ nhất. Giả rồi bắt đầu sống theo giả, cái chúng ta đi vào cái là đi đến nảy nở là tìm hiểu về cái thật, là giả đi đến thật. Cũng như hồi giờ chúng ta sống, chúng ta cho xác thân này là thật, nhưng mà đi vào nhà Phật thì chúng ta quan sát thì xác thân này giả hay là thật? Xác thân này là giả hay thật? Giả chứ hả? Giả. Giả rồi bắt đầu giả đi đến thật, rồi thật nó trở lại giả. Hả? Cái rồi nửa giả mà cũng nửa thật, cũng như dằn thao lẫn lộn chứ không? Đó. Rồi cũng đó có tâm trạng là không giả. Chúng ta hiểu vào cái không giả mà cũng không thật. Đôi khi chúng ta nghĩa là hiểu qua cái tâm trạng mà nằm trong giới hạn của Bát Nhã đó. Họ nói là không tức là sắc, sắc tức là không gì đó. Chúng ta mới hiểu chỗ đó thôi. Chúng ta cho Đức Phật, cái giáo lý nhà Phật nó cũng lẫn quẩn rồi. Cũng giả tức là thật, thật tức là giả gì đó ha. Đó, như rồi bắt đầu chúng ta đi cái tâm trạng thứ sáu á, đạt đến chỗ là thật đi đến thật, là bắt đầu chúng ta hiểu được cái Bát Nhã. Bát Nhã là thật đi đến thật. Cho nên sau khi chúng ta hiểu được cái là không tức sắc, sắc tức không đó, hiểu trước tiên là chúng ta đi vào cái ngũ uẩn giai không. Hồi giờ chúng ta cho ngũ uẩn này là thật là có, cái bắt đầu chúng ta đi sâu và hành thâm Bát Nhã đó, đi sâu vào Bát Nhã, cái chúng ta quán chiếu thấy ngũ uẩn này nó không thật. Nhưng mà cái ngũ uẩn này nó không thật, nhưng mà nó vẫn có, thấy chứ. Vậy thì bắt đầu đi tiếp tục đi nha, nghĩa là tiến trình đến chỗ tôi quan sát đó là không, không thật không, cho nên nó có. Đó. Có, không thật có, cho nên gọi là không. Đó. Là nếu mà chúng ta đi đến giai đoạn đó mà Bát Nhã đi đến giai đoạn đó thì thiệt thòi cho Bát Nhã đó, nghĩa là oan ức cho Bát Nhã đó. Cho nên tiếp tục hơn nữa đó, chúng ta đi vào là Bát Nhã nó không phải là cái gì. Bát Nhã nó không phải là tắt mắt, tai, mũi, miệng. Đến nỗi mà tứ diệu đế là siêu đẳng lắm đó. Mà đến cái hệ Bát Nhã đó, tứ diệu đế nó cũng không không luôn nữa. Thấy không? Có nghĩa là đứng ở vị trí Bát Nhã thì nó là tứ diệu đế là không. Chứ không phải là tứ diệu đế là không nha. Vẫn có Bát tứ diệu đế. Đó. Vậy là không không hết. Nhưng mà vẫn có cái Bát Nhã. Rồi y theo cái Bát Nhã đó mà chúng ta tu đó, gọi là đi đến chỗ là thật đi đến thật đó, sau cùng là A Nậu Đa La Tâm Miệu Tâm Bồ Đề gì đó, chắc có lẽ quý chư tôn đức hiểu cái từ đó hả, là đắc quả vị Phật, là hoàn toàn là thật đi đến thật đó. Vậy thì trở lại là tất cả ở cái cặp nào nó cũng đều có sáu cái tâm lý đó, tâm trạng đó. Nhưng mà ở thế gian thì họ đi đến chỗ là từ tâm trạng thứ nhất đi đến tâm trạng thứ năm là cùng thôi. À, thì ngày hôm nay đó, cái những cái trí tuệ con người khoa học họ phát minh ra nhiều cái hay lắm. Họ giúp ích cho con người đi từ cái buồn đi đến vui, rồi cũng vui trở lại buồn, lẫn quẩn thôi. Thấy không? Chẳng hạn như cái như nãy chúng tôi nói đó, cái đạo quẹt quẹt nó hay ghê không? Có cái đạo nào hiện nay mà mạnh nhất không? Không có cái đạo nào bằng cái đạo quẹt quẹt hết. Có bao nhiêu tỷ dân đều phải nhập vô hết cái đạo quẹt quẹt. À, từ đứa con nít mà mới sanh ra 2 tuổi, 3 tuổi, nó đã nhập vô cái đạo đó rồi. Và đồng thời nó xin lỗi, chư tôn đức tăng ni đây chắc có lẽ cũng nhập vô cái đạo đó rồi. À, cái đạo quẹt quẹt đó. À, quẹt quẹt. Và tại sao nó mạnh vậy? Nó phi tôn giáo mà phi chủng tộc luôn nữa. Có nghĩa là nó không nói vấn đề nằm trong tôn giáo nào cũng đều nhào vô đó hết. Nó hay không? Và nó không có đi nằm phân biệt chủng tộc nọ, chủng tộc kia. Da trắng, da đen, da vàng, da đỏ cũng đều vào cái đạo đó hết. Nó hay không?
Nếu mà chúng ta đi theo đạo Phật á, mà chúng ta không đạt đến cái tâm trạng thứ sáu thì chúng ta thua cái đạo quẹt quẹt rồi. Và đồng thời chúng ta cũng nô lệ cho cái đạo quẹt quẹt đó. Là sao? Cái đạo quẹt quẹt nó có hiện lên hai thần thông, là nó có thiên nhĩ thông, rồi thiên nhãn thông, đúng không? Nó làm cho cặp mắt mình thấy xa hiểu rộng, rồi nghe âm thanh từ đây mà ở đâu nghe cũng được. Đó, hay lắm. Cho nên ai cũng đều vào cái đạo đó cả. Thì trong cái đạo đó nó cũng có lợi và có hại. Có nghĩa là đôi khi nó đến hại đi đến hại nữa đấy. Là tâm trạng thứ nhất. Rồi hại cái nó cũng trong đó nó giúp cho con người đi đến lợi, là hại đi đến lợi. Rồi tâm trạng thứ ba là lợi cái nó trở lại hại. Rồi trong đó nó cũng có không lợi mà cũng không hại. Đó, và nửa lợi nửa hại. Và tâm trạng thứ năm là cũng không hại không lợi. Nhưng mà nó không có đưa lên cái tâm trạng thứ sáu là lợi đi đến lợi. Đó. Vậy thì chúng ta thấy ngày hôm nay khoa học họ phát minh nó rất là siêu đẳng. Do đâu họ phát minh được như vậy? Là đương nhiên họ có cái định lực để phát sanh trí tuệ. Thì theo như giáo lý nhà Phật của mình đó, có nghĩa là tam tạng kinh luật luận rất là nhiều, mà chung quy gam lại là có cái ba môn mà nghĩa là hoàn toàn nhất, siêu đẳng nhất là tam vô lậu học. Có nghĩa là giới học, định học và huệ học. Nhưng ngày hôm nay, nghĩa là theo như chúng tôi nhận xét á, thì hình như huệ học nhiều. Mà huệ học là văn huệ thôi nha. Chứ nếu đi vào cái văn tư tu thì là tu huệ là khác. Ở đây chúng tôi muốn nói là văn huệ nhiều, nhưng mà thiếu cái định học, thiếu định học. Cho nên đôi khi chúng ta có thể phạm giới, hay là chúng ta không có thần thông như khoa học. Vì muốn có thần thông siêu đẳng á, phát huy được cái năng lực của con người thì phải có định học. Cũng như quý thầy thấy đó, những nhà khoa học họ nghiên cứu một vấn đề nào và một cái đề mục nào, họ tập trung hết tư tưởng vào đó. Họ quên ăn bỏ ngủ nữa đấy. Đó, họ để hết, đưa hết tâm vào đó. Tâm là cái phần tánh biết đó, họ đưa hết cái tánh biết vào cái hiểu biết đó. Họ gom vào đó, họ định vào đó. Cái bắt đầu nó bừng sáng lên, cái họ đạt được cái mục đích của đề mục đó. Nghĩa là đi vào cái gọi là máy móc đó, quẹt quẹt đó. Cái họ phát minh được cái gọi là đạo quẹt quẹt. Thấy đó. Rồi đến nỗi mà họ gom tâm vào, họ phát thành trí tuệ. Họ đạt đến cái trình độ là thần túc thông nữa. Là họ làm lên máy bay, thấy chưa? Hay không? Đó. Nhưng mà nghe nói nhà Phật của mình đó, cái môn định học siêu đẳng, mà định học vào tâm pháp á, thì phát minh lên trí tuệ siêu đẳng về tâm pháp và thông suốt luôn sắc pháp. Còn ngày hôm nay khoa học là họ định học vào sắc pháp, chứ chưa phải là đi vào định học về tâm pháp. Cho nên họ phát minh vào sắc pháp thì họ giúp cho con người cũng nằm trong cái trò chơi lẩn quẩn là năm tâm trạng thôi. Mà sau cùng là đi đến tâm trạng là hại đi đến hại đấy, buồn đi đến buồn, khổ đi đến khổ đấy. À, như vậy thì chúng ta theo Phật, đặc biệt có chỗ giáo lý nhà Phật đó, có định học mà định học về tâm pháp, tâm pháp. Giới học rồi định học và định học về tâm pháp, cho nên đưa hết vào cái tâm pháp, vào cái đề mục tu của mình, đi vào nội tâm đó, cái mình đắc được gọi là đạt đến gọi là huệ học, thông suốt trí tuệ thông suốt. Qua những phương pháp của nhà Phật nó rất là nhiều, mà cũng tám thâu lại gọi là giới, định và huệ. Nếu đứng chúng ta đứng vào vị trí của giới học á, luật tông á, thì chúng ta lấy giới rồi mới sanh định, sanh huệ. Đã. Nhưng mà giới học ngày hôm nay thì đi vào chỉ còn giới tánh thôi, chứ còn giới tướng thì cũng khó mà giữ được hoàn toàn lắm, thấy không? À, nhưng mà giới tánh là gì? Là chúng sanh tánh, nó nằm trong gọi là sát đạo dâm vọng. À, đó mới sanh tử luân hồi. Còn cái giới thứ năm là uống rượu trở lên đó, là tập giới chứ không phải là tánh giới. Một đứa con nít sanh ra đời nó cũng có đầy đủ bốn cái tánh, như là sát đạo dâm vọng. Tánh sát nó có rồi không? Nó trái ý người mẹ, nó gì, nó khát sữa đó, mà không cho bú kịp nó cũng nổi sùng lên, nó nổi sân lên, đó là tánh sát. Rồi nó cũng có cái tánh tham lam, rồi còn nó lớn dần lấy, nó xin lỗi, ngày hôm nay 11, 12 tuổi nó đã phát triển về tánh dâm rồi, thấy không? Vì nó phát triển sớm làm nên nó có cái tánh đó, cho nên trợ duyên cho cái đạo quẹt quẹt á, thì nó phát triển rất là sớm. Đã, cho nên có ai dạy về cách gọi là yêu thương đâu, nhưng mà nó rất là rành. Thì nó đã hàm tàng sẵn có chứa ở đâu trong đó, có nghĩa là sát đạo là tham đó,
dâm, rồi vọng. Vọng ở đây nói là vọng ngữ, đó là vấn đề lời nói, nhưng mà ở đây muốn nói là vọng tưởng. Trong cái đầu óc con người mình không bao giờ nói yên. Nó nói quyên thuyên cũng ở trong đó, rồi hình ảnh nó cũng sanh diệt lung tung trong đó. Mà nếu chư tôn đức có học và đi sâu vào phương diện nội tâm á, gọi là biến dịch sanh tử đó. Sanh sống chết trong tư tưởng, nó nghĩa là tích tắc vậy đó. Rồi mới đi qua cái phân đoạn sanh tử là hình tướng rồi đã. Vì vậy trở lại là ở trong con người chúng sanh không biết từ đời nào nó thành tánh rồi, gọi là chúng sanh tánh đó, là sát đạo dâm vọng. Chúng ta đi tu, chúng ta cũng phải làm sao giữ giới. Cho nên trong giới nhà Phật đó, gọi là đại giới đó. Chắc lại nói đây là quý trong tư đức rành chứ hả. Còn uống rượu trở lên tập giới. Hiện tại mình quân tập á, thì rồi mình mới phạm. Khi mình thấy phạm rồi, cái kết quả khổ đau quá mình mới giữ, không có uống rượu nữa. Chứ hạn như giữ giá hạn nhà giới, giữ tiền đó cũng vậy thôi, không. Nhưng mà ngược lại bây giờ thời đại này, mà chúng ta không có giữ tiền thì không sao, không thế nào sống được. Làm sao phát huy ra cơ sở vật chất để mà tu, không? Xe đi cộ đủ qua cái vấn đề cuộc sống. Thì những cái giới đó là tập giới thôi, mà nó còn phương tiện giới. Chứ còn cái mà bốn đại giới gọi là sát đạo dâm vọng, đương nhiên chúng ta phải giữ. Và đồng thời chúng ta phải tu làm sao để bứng cái gốc đó, hay là chuyển hóa nó, thì nó mới có sức mạnh thần thông. Vì cái sức mạnh của sát đạo dâm vọng nó kinh khiếp lắm, cho nên mới chuyển, nó có sức mạnh mới đưa đẩy con người chúng sanh đi vào luân hồi. Nó trở thành gọi là nghiệp báo nhân quả luân hồi đó, qua những cái quy luật đó. Chúng tôi muốn nói là đi vào cái giới học, chúng ta muốn giữ được, bứng được cái gốc gọi là sát đạo dâm vọng đó, thì chúng ta phải xuyên qua cái định học, định học. Nhưng ngày hôm nay chúng tôi thấy quan sát chung chung á, thì chủ trương văn huệ, huệ là huệ học nhiều. Huệ học có văn huệ nha, chứ không phải là huệ học có tu huệ. Tu huệ là gọi là thực chứng rồi. Văn huệ rất là nhiều, huệ học rất là nhiều, nhưng định học còn rất là kém. Cho nên chúng ta tu không thế nào mà đắc được những cái thần thông, thua qua cái xuyên cái đạo quẹt quẹt. Nó có hai thần thông đấy chứ. Mà do đâu nó đạt được cái máy đó, là nó có gam định học, nó có. Mà định học vô sắc pháp và cái đề mục của cái phương pháp đó, nó mới bừng sáng khám phá ra, nó đưa qua cái gọi là đạo quẹ quẹ. Đó, nó có hai thần thông mà làm cho con người sai mê điên đảo hết. Nhưng mà ở nơi thân thể của chúng ta có năm thần thông, thấy không? Mắt nè, tai, mũi, lưỡi và thân. Mà ngày hôm nay khoa học nó mới chỉ đưa vô cái hai thần thông thôi. Là năm thần thông của mình tiếp xúc bên ngoài là có năm trần, là vũ trụ, vạn vật, bao la không biết bao nhiêu, nhưng mà có năm trần thôi, phải đúng không? Mình có năm căn, thì tiếp xúc bên ngoài chỉ có năm trần: sắc trần, thanh trần, hương trần, vị trần và xúc trần thôi. Đó. Mình thân thể mình, cái máy của mình nó có năm thần thông, nó tiếp xúc, nó biết được cái năm trần bên ngoài. Nhưng mà bây giờ khoa học nó chỉ mới đưa ra hai thần thông thôi, là thanh trần và sắc trần. Thế mà con người đã điêu đứng lắm rồi, điêu đứng lắm rồi. Họ quên đi cơ thể của mình nữa đấy, mình sai mê vào đó. Đó. Như vậy thì ở đây muốn nói là chúng ta đi theo Phật, phải làm sao chúng ta phải phát huy lên cái định học, mà định học về tâm pháp để đắc được cái huệ của tâm pháp nó hoàn toàn chứng nghiệm được đó, thì chúng ta sẽ xông thuốc được cái vấn đề sắc pháp, để chúng ta biết sử dụng được cái gọi là đạo quẹt quẹt. Chứ không khéo cái đạo quẹt quẹt nó sử dụng lại mình thì rắc rối lắm. Cũng như thí dụ giờ quý vị đang ngồi thiền hay đang ngồi niệm Phật mà không tắt nguồn, hay là không để cái quẹt quẹt đâu đó nó reo lên, cái niệm Phật tán loạn liền, tu thiền đề mục nào đó cũng bị sao lãng liền. Hai niệm chú cũng quen cái câu chú nữa đấy. Đấy à. Vậy thành tử nó có một cái sức hút kinh khiếp lắm, nó có sức mạnh vậy đó. Để chứng tỏ là nó có định học về sắc pháp, cho nên nó có huệ về sắc pháp. Đã, để giúp cho con người cũng sung sướng lắm, giúp cho con người cái phần tâm hiểu biết để mà sử dụng nó cũng sung sướng lợi ích lắm. Cũng như đây là cũng khoa học. Tất cả cái gì cũng khoa học. Chúng ta đang ngồi trong mái nhà này đều là cái trí tuệ của khoa học. Nhưng mà ngược lại chúng ta đều nằm trong lệ thuộc của khoa học.
Vậy thì văn minh ngày hôm nay họ phát minh ra siêu đẳng như vậy, nhưng mà con người vẫn đau khổ. Vì sao vậy? Vì còn nằm năm tâm trạng thôi. Họ chưa phát huy được cái tâm trạng thứ sáu là vui đi đến vui, thật đi đến thật, thương đi đến thương. Thấy không? Cho nên ngày hôm nay quý thầy biết chứ hả? Thông tin đó, chiến tranh giặc giả đủ thứ chuyện cả. Đó là thương đi đến thương chưa được, cho nên họ thương, họ trở lại ghét, ghét đi đến ghét. Cho nên có chiến tranh đau khổ. Vậy thì làm sao chúng ta theo Phật? Chúng ta phải làm sao hiểu được cái tâm trạng thứ sáu? Và có những phương pháp nào để chúng ta đạt được cái gọi là gì? Thật đi đến thật. Để chúng ta có cái niềm vui gọi là cực lạc đó, vui đi đến vui. Rồi bắt đầu chúng ta mới làm sao truyền bá cái văn hóa đó, cái năng lực đó, cái mà chúng ta có thực nghiệm đó để giúp cho nhân loại chúng sanh ngày hôm nay họ học được để họ vươn lên cái năm tâm trạng của khoa học mà đã truyền bá. Mình vươn lên năm tâm trạng khoa học để đạt đến cái tâm trạng thứ sáu của Phật học. À, mới giúp cho người ta được. Chứ không khéo rồi chúng ta cũng trong vòng lẩn quẩn. Chúng ta không có giúp gì người ta được cả. Nói xin lỗi nha. Ngày hôm nay cái đạo quẹt quẹt nó mạnh lắm. Nó mạnh lắm. Cho nhất là cái giới trẻ. Không, nó thu hút. Mà giới già, giới trẻ gì cũng vô nó hết. Thấy á. Dễ sợ vậy đó. Vậy thì hôm nay chúng ta làm sao con nhà Phật. Ta nói con nhà tông không giống lòng, giống tổ gì. Giống gì đó ha. Thì chúng ta làm sao á, tu có cái định học, đi đến huệ học, vào cái gọi là tâm trạng thứ sáu, vui đến vui, thật đi đến thật. Thì đương nhiên quý thầy cũng biết là thân này giả rồi, cái cảnh bên ngoài nó cũng giả rồi. Đi sâu vào nội tâm thì chúng ta thấy tâm mình nó cũng vọng tâm á, nó cũng giả. Bên ngoài á, thì cái quả đất đó chúng ta đang ở, vũ trụ vạn vật nó không ngoài cái chu kỳ là gì, thành trụ hoại không. À, nó cũng trải qua bốn cái chu kỳ đó. Cái quả đất này một ngày đó nó cũng xẹp thôi, cũng y như thân thân mình vậy đó, sanh già bệnh chết đó. Rồi bắt đầu đi sâu vào nội tâm thì chúng ta có cái gì, sanh trụ di diệt. Ở ngoài thì thành trụ hay không, nó đến rồi thì chúng ta không thoát được. Cũng như thí dụ quả đất nó sụp đất, chúng ta đang ngồi này sụp đất thì chúng ta cũng không thể nào thoát được, thấy không? Hay là sóng thần gì, núi lửa gì đó, nói xin lỗi đi đến chỗ bệnh dịch, chúng ta cũng khó, cũng mệt lắm rồi đó. Rồi đi vào cái thân thì đương nhiên là chúng ta phải sanh già bệnh chết. Nhưng mà biết nó giả, nhưng mà mấy ai thoát nổi cái giả đâu. Vì sao vậy? Vì ta chưa hiểu được cái thật đi đến thật. Đi sâu vào nội tâm thì nó có bốn sanh trụ di diệt. Chẳng hạn như thí dụ chúng ta đang khởi một ý niệm buồn, nó sanh ra, rồi nó trụ trong đó, rồi nó di là nó đang chuyển biến. Nó diệt rồi nó trở lại, sanh lại. Đó. Mà nếu chúng ta bên trong mà chúng ta không thoát được cái bốn cái chu kỳ đó, có vọng niệm đó, thì đương nhiên là chúng ta không thể nào thoát sanh tử luân hồi được. Vì nó là gốc. Vậy thì ngày hôm nay khoa học họ, họ phát minh được cái gọi là sanh trụ dị diệt, gọi là pháp trần bên trong đó, nó ra bên ngoài. Cũng như cái máy nó thâu mình vào là sắc trần, thâu âm thanh mình vào là thanh trần, nhưng nó chưa có thâu mùi, vị và cảm xúc. Cũng như thí dụ giờ chúng ta đang xem TV đi, xem vô cái đạo quẹt quẹt đó đó. Chúng ta thấy cái cô ca sĩ đang hát, nghe cô ca sĩ hát là thanh trần, thấy cô ca sĩ là sắc trần, nhưng mũi mình chưa bắt được cái phấn son của cô ta. Không phải là cái mũi mình không bắt được, nhưng mà nó chưa đưa vô, nó chưa đưa vô. Một ngày nào đó nó đưa vô hương trần, vị trần thì chắc có lẽ ôm cái quẹt quẹt mà hít ném, nghĩa là đảo điên hết. Mới hai trần thôi mình đã bị sức hút đó rồi. Mình tu cũng có chừng là sao lãng lắm rồi. Thấy vậy, vậy ở đây hôm nay muốn nói có nghĩa là chia sẻ với, nghĩa là quý chư tôn đức. Ở đây chúng tôi không dám nói là giảng giải nha, chia sẻ với thôi, qua cái thực nghiệm đã, thực nghiệm. Chẳng hạn ở nội tâm thì thấy sanh trụ di diệt. Qua cái thân của mình thì sanh già bệnh. Chúng tôi đẹp đủ ba cái rồi, còn thiếu một cái nữa là chết thôi. Không? Thì tương nhiên là còn bên ngoài thì chúng ta cũng đang sống tạm với nó thôi. Còn cái khoảng cách thời gian là thành trụ hoại, đến cái chu kỳ hoại của quả đất rồi. Đến cái chu kỳ không đó, thì thôi chúng ta chịu không nổi đâu. Y như mình sắp sửa mà sắp sửa chết chứ.
Còn có nghĩa là còn cái chu kỳ hoại là con thân thể mình già vậy đó. Thì thành thử ra ở đây muốn nói là đi vào bên trong là cái nội tâm chú trọng có văn hóa của nhà Phật, giáo lý của nhà Phật, đưa vào cái chân lý là hướng nội. Mà bên trong cái nội mà chúng ta hiểu được là cái gốc đó, thì chúng ta hiểu cái ngoại nó rất là dễ thôi. Đó. Sở dĩ con người ở thế gian đó, họ sống chạy theo cái thân và cái trần cảnh bên ngoài, và họ lệ thuộc cái bên trong, họ không hiểu. Họ không hiểu được cái pháp trần bên trong, nó là họ sống với nó, cái họ bám theo thân và bám theo trần cảnh. Còn ở đây chúng ta tu học không ít thì nhiều, không nhiều thì ít, thấy không? Chúng ta cũng hiểu được cái là giới học, định học và huệ học. Nhưng mà muốn bây giờ chúng ta đi vào cái làm sao, cái phương pháp làm sao đó, chúng ta phải có định và huệ. Thì ở phương pháp, ở đây chủ trương chùa Hoằng Pháp có đề xướng truyền bá cái pháp môn niệm Phật. Đó, pháp môn niệm Phật. Trong một cái câu Nam Mô A Di Đà Phật thôi, mà nó trùm luôn cái tâm vô lậu lậu học. Đã. Như đứng về gọi là luật tông á, thì lấy giới rồi định huệ. Đi vào thiền tông á, là giới thiền định rồi đi huệ. Còn Bát Nhã tông là lấy huệ quán chiếu rồi định và giới. Còn cái pháp môn niệm Phật á, là định huệ song tu giới hạnh viên mãn. Là chẳng hạn như chúng ta đang niệm Phật, nó định tâm lại. Hay là định tâm mới niệm Phật, ngược lại niệm Phật để định tâm. Đó. Mình niệm Phật cái mình định, cái tâm mình nó định lại. Cái nó khởi lên gì? Biết chứ hả? Mấy thầy niệm Phật có thực nghiệm chắc có lẽ nó ra là biết liền chứ hả? Mình đang niệm Phật á, cái nó khởi nhớ cái chuyện gì khác đó, mình biết không? Biết không? Biết chứ hả? Đó, đó là huệ. Chẳng hạn như mình đang niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, nó khởi nhớ một cái vấn đề gì đó, tham hay là sân hay là si, hay là nằm trong thất tình đó, mừng giận buồn vui thương ghét muốn gì đó, nó khởi lên mà mình biết đó là huệ. Bây giờ mình biết nó là huệ rồi, mình biết nó rồi, nhưng mà rồi hồi giờ mình sống với nó đấy. Nhưng ngày hôm nay mình biết nó là vọng rồi, biết nó là chúng sanh rồi, không lẽ mình đi theo Phật mình sống với nó nữa sao? Mình đã ăn trú trong cái pháp niệm Phật rồi. Cái mình nói Nam Mô A Di Đà Phật, khởi một niệm tham đến là chúng sanh đó, tánh đó, nó đến với mình, à mình biết nó là tham, cái mình chuyển hóa nó, chuyển hóa nó được gọi là giới, gọi là giới. Mà đi vào giới gốc, nó đi vào cái giới tướng. Mà nếu giữ giới tướng bên ngoài mà bên trong chưa được á, thì có chừng nó cũng lừa mình và lừa người đấy. Cho nên ta nói gì đó, đường đường tăng tướng mà diện mạo cũng khả nghi lắm, thấy không? Thì ở đây chúng ta tu định huệ song tú giới hạnh viên mãn. Chúng ta niệm Phật nó định tâm lại. Mà ở đây định tâm bằng tâm pháp nha, tâm pháp giới. Còn hồi nãy nói là định tâm và sắc pháp của khoa học. Chẳng hạn như một người học sinh đi học văn hóa ở thế gian đó, nó học nó định tâm nó mới học thuộc bài, nó thi đậu nọ kia, à, học rồi xong xuôi cái văn hóa nào đó, cái nó ra trường nó làm cái nghề nghiệp đó. Nhưng mà văn hóa ở thế gian đó, họ phụng sự cho sắc thân. Mà sắc thân thì đương nhiên nó nằm như hồi nãy nó đó, nó nằm trong năm tâm trạng thôi. Còn ở đây chúng ta đi vào Phật, nhà Phật, cái văn hóa của nhà Phật là đi vào định huệ của, đi vào tâm pháp giới, xoáy vào nội tâm. Tất cả cái gì cũng đi vào cái là tìm hiểu về thế giới nội tâm. Còn ở các tôn giáo đó, thì họ đi vào thần học, thì cũng có họ hướng ngoại cầu nguyện vậy thôi à. Đi vào triết học duy vật thì họ cũng đi vào bên ngoài vật chất vậy thôi à. Đi vào cái vấn đề dịch lý của Trung Quốc cũng siêu đẳng lắm, mà cũng là bên ngoài thôi, vật chất thôi. Kim mộc thủy hỏa thổ gì đó cũng vật chất thôi. Còn đi đọc cái văn hóa nhà Phật chúng ta nó hay chỗ đó. Nếu mà chúng ta lấy cái Bát Nhã tông, nghĩa là nằm trong hệ thống Bát Nhã, chúng ta đưa vào đó có sắc pháp và tâm pháp. Cái hàng ngũ uẩn là sắc, sắc uẩn nè, thọ tưởng hành thức, là đi vào cái là tâm pháp. Mà tâm pháp có hệ thống của ý thức, có nghĩa là nằm trong pháp trần thôi. Chứ còn đi sâu vào nữa cái gốc đó nữa đó, có nghĩa là gì? Là Bát Nhã. Đó là tâm pháp siêu đẳng. Đã. Như vậy thì đi vào cái phương pháp niệm Phật, chúng cho chúng ta biết là đi vào tâm pháp là Nam Mô A Di Đà Phật. Đó là phẩm, phẩm âm. Mà chúng ta theo tiếng Việt á, chúng ta khỏi xuyên qua cái Hán văn đi, trực tiếp vào tiếng Việt. Phật là hiểu biết thấu triệt,
Nam mô là quay về, A Di Đà là tánh biết mình đang có, thấy không? Hiểu biết thấu triệt trở về với tánh biết sáng suốt không lượng chính mình đang có. Đó là một đề mục đi vào tâm pháp. Đó. Vậy là chúng ta Nam mô A Di Đà Phật để khám phá về phương diện tánh biết của mình. Và trong khi chúng ta định tâm vào cái Nam mô A Di Đà Phật đó, cho chúng ta biết là à, mình đang có cái tánh A Di Đà là tánh biết, cái nó khởi cái niệm gì là pháp trần đến khi mình biết liền. Đó. Mà hồi giờ mình sống với những cái vọng đó, vọng niệm đó, pháp trần đó, mà mình chưa không hiểu mình đang có cái A Di Đà, thì ngày hôm nay Đức Phật dạy cho mình một cái tâm pháp A Di Đà, à, chỉ cho mình đang có A Di Đà là có tánh biết. Nhưng mà muốn đạt đến cái nghĩa là siêu đẳng hoàn toàn có cái A Di Đà mình đó, thì mình phải có định vô. Vì sao? Có định học mới chuyển hóa được tất cả những tạp niệm chúng sanh. Vậy là khi chúng ta Nam mô A Di Đà Phật, cho nên đi vào cái công thức đó, đi vào công thức tu để mà tu đạt đến cái là gì, định huệ xong tu đó, đạt đến chỗ mà giới hạnh viên mãn là giới thể hoàn toàn đó, thì chúng ta phải Nam mô A Di Đà Phật. Đức Phật chỉ dạy niệm nhất nhật gì đó, thất nhật nhất tâm bất loạn. Nhưng mà rồi chúng ta không có định vào để cho nó bất loạn đó, mà nó vẫn còn loạn nhiều quá, chúng ta không chịu hóa nổi. Từ cái chỗ đó mà chúng ta không đạt đến cái gọi là huệ học siêu đẳng. Đó. Vậy thành thử ra có bất cứ cái môn nào của nhà Phật cũng vậy. Vì thiền định thì anh cũng phải là định tâm, mà định tâm về tâm pháp giới, chứ còn định tâm về sắc sắc pháp á, thì cũng y như những nhà võ hung là cũng như những nhà khoa học mà thôi. Đó. Thì ở đây muốn nói là chúng ta đi vào cái một môn mà chúng ta thông suốt thì các môn chúng thông suốt. Mà môn nào của nhà Phật cũng đi sâu vào nội tâm. Chẳng hạn thí dụ bây giờ nói về thân, chúng ta có hai phương diện là thân và tâm. Nói cho dễ hiểu là có gì? Vật lý và tâm lý. Đó. Như vậy thì cái tâm lý là phần tâm, là phần biết đó. Còn cái phần thân là đất, nước, lửa, gió và hư không. Đó là phần vật chất, sắc pháp. Còn cái phần tâm là cái phần biết của mình đó. Cái phần biết đó là nó sanh ra hiểu biết có cảm biết. Đó. Nhưng mà ngược lại mình không ngộ được mình có cái gọi là tánh biết là cái A-di-đà đó. Cho nên bây giờ Đức Phật Ngài dạy cho mình xoay về bên trong. Còn tất cả các văn hóa ở thế gian đó, đại diện ngày hôm nay là văn hóa của khoa học rất là siêu đẳng. Vì các tôn giáo cũng còn phải lệ thuộc văn hóa của khoa học đấy. Họ phát minh ra hay quá mà, sắc pháp hay quá. Nhưng mà rồi ngược lại họ cũng chỉ là sắc pháp. Cho nên rốt cuộc họ giúp cho con người cũng sung sướng, mà sung sướng đi đến đau khổ đi đến sung sướng, chứ không phải là sung sướng đi đến sung sướng. Không có tuyệt đối. Cho nên họ vẫn đau khổ. Ngày hôm nay văn minh chừng nào về sắc pháp rất là hay, nhưng mà võ chừng nào dở chừng nấy, sung sướng chừng nào đau khổ chừng nấy. Vậy thì chúng ta theo Phật là không kế chúng ta cũng như người ta sao? Đó. Vậy thì chúng ta phải làm sao để đạt được cái tâm pháp của nhà Phật, đạt đến trình độ là vui đi đến vui, thật đi đến thật, để giúp cho nhân loại chúng sanh ngày hôm nay họ đang đau khổ cái gọi là về cái đạo quẹt quẹt, sung sướng về đạo quẹt quẹt mà đau khổ về cái quẹt quẹt. Đó. Thì thành thử ra ở đây chư tôn đức đã thọ được cái tâm pháp giới của Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà rồi bị định học chúng ta kém, về huệ học thì chúng ta cũng hiểu ý nghĩa nó rồi rồi. Chúng ta cũng nói à, niệm Phật làm sao nhất tâm để đạt đến cực lạc. Nhưng mà đó chúng ta cũng hiểu là văn huệ thôi. Nhưng mà tư và tu chúng ta chưa đạt, là chúng ta kém về định học. Kém về định học. Đã. Nhưng mà mở ra cái chương trình tu học ở Hoằng Pháp, chúng tôi rất là kính phục ở Hòa Thượng đây. Là sao? Truyền bá cho nghĩa là tất cả Phật tử tu đi vào pháp môn niệm Phật một tuần. Mấy nghe nó hầu chỉ mấy tháng à? Ba tháng à? Rồi bây giờ còn mấy tháng? Một tuần nữa. Ngày hôm nay hình như hầu kia ba tháng là tu một tuần phải không? Đó, tu liên tục một tuần như vậy. Đã niệm Phật liên tục. Nhưng mà rồi cũng đâu có liên tục, quý vị còn phân tán. Đó là niệm nhất tâm, đó là đi vào định học đấy. Đó, nhất tâm á, rồi để khám phá ra cái thế giới bên trong. Đó, thế giới bên trong. Cũng như chẳng khác nào thân thể chúng ta bệnh á, thì chúng ta phải đi thầy thuốc, bác sĩ, y khoa và tây y, đông y gì đó để trị về thân bệnh. Nhưng mà rồi cái thân mình hết bệnh rồi nó có già rồi nó cũng chết mà. Hết bệnh rồi nó bệnh, nó khỏe rồi nó bệnh.
À, mạnh rồi nó bệnh. Nó cũng là chơi trò chơi lẩn quẩn của năm tâm trạng qua cái thân thể thôi. À, thiền tử bác sĩ cũng chết, thầy thuốc cũng chết. Nhưng sau khi đang chúng ta đang bệnh thì chúng ta phải trị bệnh chứ, để cho nó đỡ khổ. Nhưng mà rốt cuộc rồi nó giả là nó đi đến giả, nó chết. Đã. Nhưng mà còn về phương diện bệnh tâm á, nhà Phật chú trọng về vấn đề trị tâm bệnh. Nó hai phương diện rõ rệt. Ngày hôm nay họ có thể đầy đủ vật chất, họ không có đến nỗi nào khổ như hồi xưa lắm. Nhưng mà rồi họ có cái gọi là khổ tâm. Chắc có lẽ quý chư Tông Đức cũng nghe tin tức biết, biết bao nhiêu ngày hôm nay những ngày nhà giàu, đại gia, đại phú gì đó, bao nhiêu ngàn tỷ mà họ cũng nhảy lầu tự tử, thấy chưa? Chứng tỏ là họ khổ tâm, họ bị bệnh tâm. Mà bệnh tâm nó làm cho họ khổ quá rồi, là đi đến chỗ là buồn đi biến buồn, khổ đi đến khổ, cái họ tự tử, thấy chưa? Vậy thì Phật giáo chúng ta, cái văn hóa Phật giáo, phương pháp của Phật giáo là để trị tâm bệnh, tâm bệnh, tâm bệnh. Nhưng bây giờ nhiều cái phương thuốc để trị tâm bệnh, chúng ta chỉ uống một món thuốc, cái phương thuốc gọi là thần dược Nam Mô A Di Đà Phật, đó là một môn trong nhiều môn, là một vị thuốc trong muôn ngàn loại thuốc của Đức Phật chỉ dạy, thì chú trọng để trị tâm bệnh. Nhưng mà chúng ta không hướng dẫn về họ trị tâm bệnh, cái bắt đầu đi vào lợi dụng phương pháp, xuyên qua cái thân thể, Nam Mô A Di Đà Phật, cầu nguyện cho khỏe mạnh, cầu nguyện là mua mai bán đắt gì đó, mình xuyên qua cái hệ thống tương đối mất. Cái pháp đi vào nội tâm, đi vào cái gọi là trị tâm bệnh để đạt đến chỗ trình độ vui đi đến vui tuyệt đối. Nhưng mà chúng ta không hiểu hay hiểu méo mó đi, bắt đầu chúng ta đi vào truyền bá cũng đôi khi méo mó mất. Nhưng mà chúng tôi tin chắc rằng ở đây không có vụ méo mó. Xuyên qua cái sự hướng dẫn của Hòa Thượng dạy phương pháp niệm Phật, có những giảng sư đến thuyết. Những cái mỗi tuần Phật thất thì cũng mỗi buổi sáng đều có những vị giảng dạy, hướng dẫn rất là rành. Nhưng mà rồi cái người tiếp thu họ cũng hiểu, nhưng mà rồi bắt đầu cái không có cái môi trường, hay là không có làm sao cho họ đi vào định học, là họ phải làm sao quân tập tu luyện đó. Cũng như ngoài đời đó, họ có trường học dạy, họ có cái đi vào thực nghiệm đó. Cũng như những khoa học, họ có học, họ đi vào thực hành là thực nghiệm, họ đắc được cái sắc pháp đó. Còn ở đây chúng ta cũng có môi trường học mà thực nghiệm, mà đôi khi không có được hoàn toàn lắm. Không có hoàn toàn lắm. Cho nên đôi khi chúng ta tu nó cũng nằm trong cái chỗ là thành phần, chưa đạt đến toàn phần. Đã. Vậy ở đây hôm nay chúng ta có cái ý niệm chia sẻ với quý vị là tâm trạng thứ 6. Làm sao chúng ta tu, chúng ta làm sao đạt đến vui đi đến vui, thật đi đến thật, xuyên qua phương pháp niệm Phật. Đó. Niệm Phật là định huệ song tu, giới hạnh viên mãn. Là chúng ta niệm Phật nó định tâm lại. Rồi bắt đầu chúng ta khởi cái gì, chúng ta đều biết, biết đó là huệ. Huệ bên trong là huệ gốc đấy. Cái bắt đầu chúng ta làm sao chuyển hóa được tất cả những cái vọng niệm đó qua phương pháp niệm Phật, gọi là tu phương pháp chuyển hóa đó. Còn gọi là quá độ nữa, chứ đừng có tu theo kiểu vào đoạn diệt. Thí dụ giờ chư Tôn Đức niệm cái Nam Mô A Di Đà Phật, đang trụ trong nghe cái âm thanh Nam Mô A Di Đà Phật. Nhờ cái âm thanh Nam Mô A Di Đà Phật đã cho mình hiểu ý nghĩa rồi, hiểu ý nghĩa cái pháp lý chân lý đó rồi, là chỉ cho mình có cái A Di Đà, là cái thực tướng đó, là cái tướng chân thật của mình. Cái danh từ khác nhau mà đồng một nghĩa. Chúng ta đứng ở vị trí A Di Đà thì đó là gọi là A Di Đà dịch tánh biết đó. Còn đứng về Bát Nhã thì gọi là chữ Bát Nhã. Bát Nhã là trí tuệ, cũng gọi là tánh biết. A Di Đà cũng gọi là Bát Nhã. Chẳng hạn như chân không, chân tâm, chân như gì đó, Phật tánh, Như Lai gì đó. Thì nó khác cái từ mà đồng một nghĩa là chúng ta đang có cái tánh biết. Có tiếng Việt dễ hiểu. Đó. Như vậy thì làm sao chúng ta chứng nghiệm được cái tánh biết mình đang có mà mình quên, hay là mình mê lầm sao đó. Bây giờ mình biết rồi mà mình chưa được, bằng cách là sao? Là vì cái tập khí, là cái quân tập về chúng sanh tánh đó, là nó sát đạo dâm vọng, nó khởi liên ưu bất tận trong đó. Thí dụ bây giờ một người đó họ uống rượu, họ có cái giai đoạn họ uống sai rồi, họ tỉnh dậy là họ uống, nó cũng có cái khoảng cách thời gian. Nhưng mà đó là họ phạm về cái giới tập giới trở lên. Đấy. Nhưng mà ngược lại cái chúng sanh tánh bên trong nó liên ưu bất tận. Liên ưu bất tận. Nó không nghĩ chuyện này thì nó nghĩ chuyện nọ.
nhất là cái âm thanh bên trong và hình ảnh bên trong. À, chư Tôn Đức có nghĩa là nhắm mắt lại, cái mình nó nghe tiếng nó bên trong. Nó nói hết chuyện này, nó nói chuyện nọ, nó còn nhanh hơn cái gọi là ông sư này đang nói nữa đấy. Không, không biết bao nhiêu tiếng nói đó. Do tiếng nói đó đâu, nó tích tụ vào tất cả hệ thống. Là mũi nó có nói không? Mũi mình nó có nói không? Nó nói như thế nào? Mũi là cái chức năng có nói là nó thở vô thở ra và nó biết thơm, thúi, hương trần. Nhưng mà thơm đến cái nó có tiếng nói bên trong này. Có đúng phải không ạ? Nó nói thơm quá. À, thúi cái nó nói thúi quá. Đó, nó có tiếng nói bên trong. Vậy là lỗ mũi nó cũng nói. Ánh mắt nó đã cũng có nói. Nhìn nhau nó nói gì đó, phải không? Rồi, rồi lưỡi nó nói mà nó còn nếm nó cũng nói. Chẳng hạn như nó ăn cay cái trong đó nó nói liền. Nó nói cay quá. Đúng không ạ? Rồi mặn cái nó trong đó nó mặn quá. Thì tiếng nói nó bên trong, cảm xúc này nó cũng nói. Trời lạnh cái trong đó nó lạnh đó. Nóng cái nó nóng. Trơn rít gì đó nó đều có tiếng nói bên trong. Nó gom hết vào bên trong. Tiếng nói bên trong gọi là thanh trần của pháp trần. Là cái ý căn bên trong nó thâu vào đó, đó. Nó thâu nó chứa đựng nó bên trong nó đó. Vậy thì ở bên ngoài mình nghe, bên ngoài là thanh trần bên ngoài, nhưng mà lỗ tai này mình nghe. Nhưng nghe xong rồi thì còn tiếng nói bên trong chứ hả? Vậy thì tiếng nói bên trong đương nhiên là phải có lỗ tai mới nghe chứ. Vì ở ngoài là mình có lỗ tai mình mới nghe âm thanh bên ngoài. Còn không có lỗ tai điếc thì có nghe gì được không? Nhưng ở ngoài thì phải có lỗ tai nghe. Nhưng mà ở trong có tiếng nói, đương nhiên chắc có lẽ phải có lỗ tai. Nhưng mà theo y khoa ngày hôm nay mà mổ xẻ thì đâu có thấy lỗ tai bên trong đâu. Có bộ não lợn nhờn đâu, không. Như vậy thì tiếng nói bên trong mình có cái gọi là nghe bên trong. Và đó là gọi là tánh nghe hay tâm nghe gì đó hả? Vậy thì cái rồi cái hình ảnh bên ngoài mình thấy do cặp mắt thấy, hết thấy rồi, cái mình hồi tưởng thấy bên trong chứ hả? Là hình ảnh bên trong. Đó thì bên ngoài có năm trần thì mình thâu vào bên trong nó cũng có năm trần bên trong, gọi là sắc, thanh, hương, vị, xúc đều có bên trong, gọi là pháp trần đó. Chính chúng sanh á, con người sống theo cái pháp trần bên trong, họ cho đó là thật. Rồi họ mới đi qua cái gọi là bên ngoài, năm trần bên ngoài. Đó. Vậy thì ở đây chúng ta học nhà Phật, chúng ta khám phá, à bên trong đó, cái năm trần đó, ở bên trong đó chúng sanh cho là thật. Thì giờ chúng ta tu theo pháp Phật, chúng ta thấy nó cũng giả, giả cho mà thật. Đó. Từ cái chúng ta thấy nó giả mà chúng ta không vượt được cái năng lực của giả đó. Năng lực có sanh trụ di diệt bên trong nó khó khiếp lắm. Không biết như thế nào. Nhưng ở đây chúng tôi nói cái gọi là cái kinh nghiệm đó, thực nghiệm chúng tôi nói. Nhưng mà chúng tôi có thì đương nhiên mấy thầy có, tất cả ai cũng có. Ai cũng có. Nó khác nhau mà không khác đó. Không. Cho nên là bất đồng mà nó đồng đó. Thí dụ bây giờ mình buồn, mình bủ cái chuyện buồn, mà buồn nào cũng gọi là buồn vậy mà. Không. Thì nó đồng nhau chỗ đó, thí dụ vậy. À như vậy thì bên trong nó chính cái bên trong là gì? Sanh trụ di diệt. Những cái vọng niệm đó mà mình cho là thật. Thì ngày hôm nay cái văn hóa của khoa học họ cũng chỉ đến đó là cùng. Họ khám phá cái đó, họ khai thác cái đó. Cho nên họ thâu mình vào, đưa cái máy nó lên đó là pháp trần, sắc trần và thanh trần của nó đó. Cũng như mình vậy đó, mình thâu vào cái hình ảnh bên trong, rồi mình thâu cái âm thanh bên trong, cái mình mở tivi của mình ra, cái mình cũng thấy hình ảnh bên trong, nghe âm thanh bên trong, cái mình cho đó là thật. Ai về mình khám phá, à còn mình còn có cái thấy bên trong, nghe bên trong, và đồng thời mình còn có cái gọi là biết bên trong đó nữa. Đó, nhưng mà mình quen cái tánh biết mình. Chính tánh biết bên trong đó là gì? Là cái A-di-đà, là cái chân thật của mình. À, như vậy thì mình khám phá cái sắc thân này cũng không thật. Rồi cái cảnh bên ngoài nó cũng vô thường không thật. Cái bên trong sanh trụ di diệt bên trong nó cũng không thật. Thì còn có cái gì thật chứ? Là còn có cái tánh biết của mình đó. Mình biết được nó đó. Thấy không? À, mình biết được cái giả. Mà hồi giờ cái giả cái cho mình cho là thật. Ngày hôm nay, à mình có phương pháp Nam Mô A Di Đà Phật chỉ cho mình đã hiểu biết thấu triệt trở về với tánh biết sáng suốt không lực chính mình đang có. Đó, cái đó là vô lượng thọ, vô lượng quang, thấy không? À, như vậy thì chính cái tánh biết mình nó là chân thật mà mình không
không việc không ngộ. Ngày hôm nay mình nhờ pháp Phật mình tu, cái mình ngộ là mình thông suốt được cái chỗ chân thật đó, nhưng mình chưa đạt được hoàn toàn, chưa chứng nghiệm được hoàn toàn, thì trung gian qua phương pháp Nam Mô A Di Đà Phật. Vậy thì Nam Mô A Di Đà Phật đó mà mình tu theo cái kiểu là hướng ngoại, nhưng mà nhà Phật là bị hướng nội, từ nội vững tới ngoại vững thôi. Như vậy thì trở lại là chúng ta niệm Phật mà đôi khi hướng ngoại mà quên đi hướng nội, mà ngoại có mà không có nội thì cũng mất chỗ đứng. Cũng như ngày hôm nay chùa Hoằng Pháp có, nhưng mà nếu mình không có cái tâm đến đây thì có với mình nữa không? Là không, không là không với mình, nhưng mà có với những người tâm họ có về chùa Hoằng Pháp. Thì thế giới cực lạc có chứ không phải là không, nhưng mà ngược lại trong lòng mình không có cái thế giới cực lạc bên trong, không có A-di-đà bên trong đó, thì A-di-đà, thế giới cực lạc cũng mất chỗ đứng với mình rồi. Thì tôi mong rằng làm sao chúng ta hướng nội để thấy được cái rõ cái nguồn gốc của mình. Như anh em nhà thiền của mình đó, có nghĩa là gì? Phản bổn quần nguyên gì đó, chủ nhân ông gì đó ha. Thì thôi thì bây giờ mình tu theo cái kiểu Nam Mô A Di Đà Phật, hầu giờ hướng ngoại bên ngoài, thôi giờ hướng nội bên trong, cái tự ngoại nó hiện ra liền à. Mà bên trong có, cũng như thí dụ giờ đến đây thấy chùa Hoằng Pháp, hôm nay thấy chư Tôn Đức ngồi đây với Phật tử, chúng ta tôi đừng nói chuyện về đó. Cái về ở chuyện chùa, chúng ta nhắm mắt lại cái hay là hồi tưởng cái thấy mấy thầy rõ trong đó. À. Vậy thì nhưng mà bên trong có thì bên ngoài nó có, mà bên ngoài có mà bên trong không thâu vào thì cũng mất chỗ đứng. À. Vậy thì thôi chúng ta hãy trở về với cái phương pháp là Nam Mô A Di Đà Phật, định huệ song tu, giới hạnh viên mãn là giới hạnh tròn đầy. Đó bắt đầu Nam Mô A Di Đà Phật nó khởi lên cái sát là sân á. Không phải là đi giết người, đó là cái đi vào cái quả bên ngoài rồi, nguy hiểm rồi, gọi là quả dĩ thời rồi. Còn cái đồng thời mới có dĩ thời. Ở bên trong cái tánh thân nó khởi lên, hề sân ơi, Nam Mô A Di Đà Phật với ta đi. Mình chuyển cái âm thanh sân hận nó qua cái âm thanh niệm Phật, nó hòa tan vào cái tánh A Di Đà mình, thì còn sân gì nữa không? Giới hạnh viên mãn. Nó khởi một cái niệm tham, cái là tham ơi, niệm Phật với ta đi. Hồi giờ mình sống theo nó, mình không hiểu mình là có tánh biết. Bây giờ mình học, mình có tánh biết là A Di Đà, mình biết được nó. Nhưng mà cái năng lực của mình, vị vô minh nó nhiều đời quá, bây giờ mình muốn phá được nó, thì phải xuyên qua cái phương pháp là Nam Mô A Di Đà Phật, chuyển hóa đó. Sân ấy là tham, sân, si gì đó, được tu được hết, chuyển hóa được hết. Nó cũng mạnh lắm, nhưng mình không có sợ nó. Bây giờ mình nghĩ là có cái phương pháp siêu đẳng rồi mà không. Thì thành tử ra, nhưng mà rồi mình không có chịu. Cũng như là một ông thầy thuốc, ông biết bệnh mà thân thể, ông cho thuốc mình mà mình không chịu uống thì ông cũng bất lực thôi. Thì Đức Phật cũng thế thôi. Đức Phật cho cái phương pháp y như thuốc vậy đó. Mình cho cái tâm bệnh của mình là bệnh dính đó, dính vào sát, đạo, dâm, vọng, dính vào tham, sân, si, dính vào thất tình, lục dục. Cái bệnh dính mình nó nặng lắm. Từ giờ mình uống phương thuốc Nam Mô A Di Đà Phật. Nhưng mà nhớ là nhớ mình có cái lành mạnh, rồi mình thấy mình biết mình bệnh, rồi mình mới trị bệnh. Lành mạnh là gì? Mình có tánh biết, hồi giờ nó lành mạnh. Nhưng mà mình không biết, bây giờ mình bệnh rồi. Bây giờ mình biết bệnh rồi thì uống thuốc vô để trị cái bệnh, chứ không phải là để được cái lành mạnh. Đó. Vậy thì mình Nam Mô A Di Đà Phật, tham đến, tham ơi, tham niệm Phật với ta đi. Chẳng như quý thầy tu niệm đến cái gọi là dâm tánh. Dâm tánh vẫn còn, nếu chúng ta chưa đắc được A-la-hán cũng khó chơi cái gốc nó lắm đấy. Đó. Cái sắc giác dục nó đến, thì mình nhớ đến, thí dụ như tăng, đó, mình nhớ đến một nàng tín nữ nào đó, tình đệ tử thầy trò, mà cái bản chất có dâm tính nó chuyển hóa, nó chuyển biến hồi nào không hay đó, cái mình thương. Đó, bây giờ mình Nam Mô A Di Đà Phật, đệ tử ơi, Phật tử ơi, tín nữ ơi, người đẹp ơi, hãy niệm Phật với ta đi. Rất là đẹp, rất là đẹp. Chứ mình không có xua đuổi họ, mà cũng không theo họ, mà mình niệm Phật mình độ được bên trong á, đương nhiên sẽ độ được bên ngoài, chả ngán gì hết á. Có nghĩa là tu theo cái kiểu tu Bồ Tát niệm Phật, mà niệm Phật theo Bồ Tát niệm Phật. Bồ Tát là gì? Là tự độ và độ tha. Đó, có nghĩa là mình độ mình qua phương pháp niệm Phật, mình độ chúng sanh bên trong niệm Phật, để chúng sanh bên ngoài nhất định là mình độ được thôi, đúng không? Đó. Cũng như thí dụ như Hòa Thượng Viện Chủ này nè, ở bên trong Ngài làm Bồ Tát, Ngài thấy chúng sanh trong lòng Ngài khổ quá, tham sân si hay vọng niệm gì đó, thì bắt đầu Ngài mới chuyển hóa được nó, Ngài mới tạo ra cái cơ sở vật chất để độ bên ngoài chứ. Mấy thầy có phước lắm á, có đại phước lắm á. Là sao?
mấy thầy sống sanh ra hiện tại gặp hòa thượng, làm đệ tử hòa thượng, nó có cái nhân duyên tiền kiếp rồi. Đúng, có tin nhân quả luân hồi không? Có nhân quả luân hồi chứ hả? Vậy thì hiện tại quý thầy làm đệ tử hòa thượng thì kiếp trước chắc cũng lẽ làm đệ tử đâu. Cho nên kiếp này sanh ra cái gặp hòa thượng đi tu ngon ghê không? Mà hòa thượng là có tâm nguyện là Bồ Tát. Bồ Tát là mình phải hiểu cái chữ Bồ Tát qua pháp lý nha. Cũng như là đi học sinh đang đi học là tinh văn duyên giác, học ra đi ra trường rồi là A-la-hán, đã đi dạy cho học sinh là Bồ Tát, phải không? Còn ở đây chúng ta chưa phải là Bồ Tát hoàn toàn, thì Bồ Tát thành phần á, tự đổ mình đổ người đó, cũng như là trung học thì mình có thể hướng dẫn tiểu học được chứ hả? Đó, thì hòa thượng ở đây có tâm lượng Bồ Tát. Nếu mà quý Phật, quý Thầy đó nha, mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật mà chuyển hóa không nổi về sát đạo dâm vọng đó, thì niệm ngay trực tiếp có vị sư phụ của mình đi, là Nam Mô Chân Tín Bồ Tát, thêm cái chữ Ma Ha Tát để cho nó hoàn toàn nha. Nam Mô Chân Tín Bồ Tát Ma Ha Tát, hay ghê không? Hiểu qua pháp lý. Ở đây chúng tôi đứng trên pháp lý nói chuyện nha. Có nghĩa là chân tín là gì? Là cái tính chân thật. Như hồi nãy chúng tôi nói là thật đi đến thật, là cái tánh chân thật, là tánh biết của mình là A-di-đà đó. Đó, nói xin lỗi, sư tổ là ngộ chân tử, là cái chủng tử chân thật giác ngộ, mới truyền cho người đệ tử làm sao cho giác ngộ được cái tính chân thật. Mà đã hiểu được cái tính chân thật thì hiểu được cái tính giả, cái chúng sanh nó làm điên đảo đảo đi, cái đạo quẹt quẹt nó cũng giả ha, chứ đâu có thật đâu. Bắt đầu cái ngày hiểu được vậy, chân tính Bồ Tát đương nhiên là Bồ Tát rồi, là tự đổ mình đi đổ cho người ta, đổ trong đổ ngoài, có phải là Bồ Tát không? Nhưng mà họ hiểu lầm cái chữ Bồ Tát có một cái gì cao siêu quyền diệu quyền bí vậy đó, cho nên họ không dám xưng tôn. Chứ thực tế là nó chữ Bồ Tát đúng hơn là chữ Hòa Thượng. Hòa Thượng đúng rồi, nhưng mà chữ Bồ Tát nó gần gũi với mình lắm. Còn Hòa Thượng nó có cái gì cách biệt quá. Cũng như hồi kia đó, mấy thầy còn mới đi tu, Hòa Thượng là sư phụ rờ đầu rồi sung sướng không? Bây giờ thọ tỳ kheo nọ kia, rồi mình cũng muốn nhào vô cho ngày ngày rờ, mà nó có cái gì sao sao đó, nó mất gần gũi đi. Mà nó cái danh từ Bồ Tát nó gần, rất là gần, y như mình gần gũi Bồ Tát Quan Âm vậy đó, không? Mà lạ, niệm đến Quan Âm Bồ Tát, niệm đến Phật thì mình cứ kêu tên thật của các ngài, cứ kêu tên đọc miết vậy đó. Còn cái ông thầy mình không dám kêu cái tên thật của ông thầy, kỳ vậy, xa cách quá. Thì nó chân tính là chân tính, là cái tên của ngài, mà cái tên của ngài là nói lên pháp lý, chứ đặt cái tên mà để kêu gọi giả thưa là cái chuyện bình thường của thế gian. Còn cái tên nhà đạo là Phật Pháp, là cái tên trong Phật Pháp để nói lên cái pháp lý của nó, để mà tu chân tính là một cái pháp lý siêu đẳng. Nếu ai tu đúng cái danh từ pháp lý chân lý của cái chữ chân tính thì làm Bồ Tát, làm Phật mấy hồi, đúng không? Mà muốn làm Phật thì phải trung gian qua cái gọi là Bồ Tát. Vậy nếu quý thầy nha, ở đâu, ở xa thầy đó, ở gần cũng như ở xa, khi nào mà cái gì chúng sanh tánh mình nó trỗi dậy đó, sát đạo dâm vọng mạnh quá đó, nó trỗi dậy mà niệm A-di-đà, A-di-đà ở xa quá đó, không đến gần á, không cứu mình được á, thì mình chơi ông sư phụ gần của mình, không? Nam mô chân tín Bồ Tát Ma Tát. Cái này ông sư nói thiệt đó nha, là sao? Nó có ba lực, tự lực nè, pháp lực và tha lực, bất cứ cái gì nó cũng pha ba lực để hợp nhất để thành công. Cũng như giáo sư là tha lực, học sinh là tự lực để học lên, trung gian qua pháp lực là văn hóa, học hết chương trình văn hóa làm giáo sư thì lên là nhân vật giáo sư, hiểu không? Vậy thì niệm Phật là tha lực, pháp là Nam Mô A Di Đà Phật là ý nghĩa pháp lực trong đó, rồi tự lực mình niệm lên, niệm đến chỗ nhất tâm bất loạn là thành công làm A Di Đà như ngài. Thì ở đây bây giờ ông sư phụ mình, ông làm Bồ Tát là ông tha lực gần gũi, trời đã ghê không? Ông tha lực với mình, ông giúp mình, ông dạy mình chứ hả? Rồi mình tự lực là mình tu nè, mình tự lực, mình học, mình tu đấy. Cái bắt đầu là pháp lực là trong cái câu Nam Mô chân tín Bồ Tát là có cái pháp lý của nó, mà là nhân vật trong đó là tha trong đó. Bây giờ mình chỉ là đệ tử tự niệm lên, cái tự nhiên thầy trò hiệp nhất trong nó đã làm sao đâu. Mấy thầy muốn đạt đến cái tâm trạng thứ sáu là vui đi đến vui đó, thì phải ngộ được cái tính chân thật của mình là thật đi đến thật. Mà muốn đạt đến cái tính chân thật để đạt được cái vui đi đến vui tuyệt đối đó, thì phải trung gian qua phương pháp là Nam Mô Chân Tín Bồ Tát Ma Ha Tát.
mà mình niệm theo Bồ Tát nha, là độ chúng sanh chứ đừng có tiêu diệt nó. Chẳng hạn như buồn đến, à buồn ơi, hãy niệm Nam Mô Chân Tín Bồ Tát Ma Ha Tát với ta đi. Nó rất là hay. Mình vừa niệm hiểu qua phương pháp mà vừa hiểu tha lực của ông thầy mình đang có. Ông còn hiện hữu này, ông có một sức tha lực lắm. Quý Phật tử có ở trời Tây, ở đâu chùa nào ở xa, nếu mà nhớ niệm đây nè, cũng như hôm nay chúng ta niệm đấy bị tổ này nè, cho nên chúng ta mới về đây, đúng không? Trung gian qua sư phụ Chân Tín có tổ chức, có hướng dẫn một năm để họp nhau một lần, để anh em sưởi ấm cái tình thương trong cái sự hòa hợp, có tăng đoàn tu hành. Hay không? Vậy thì thôi, nếu niệm A-di-đà, ngài chưa đến, ngài chưa giao cảm đó ha, thì thôi mình chơi ngay ông sư phụ hiện tại đi. Cứ làm thí nghiệm rồi, nếu đúng thì làm luôn, mà không đúng trục trặc làm sao thì thôi bỏ đi. À, nhiếp tâm lại, Nam Mô Chân Tín Bồ Tát Ma Đà. Niệm theo cái kiểu như hồi nãy nó là định huệ song tu nha. Chẳng hạn như mình sắp sửa phạm giới rồi, à, thích đi về đời rồi, cái niệm về đời nó mới về đời đúng không? Thôi, Nam Mô Chân Tín Bồ Tát Ma Đà. Tự nhiên cái pháp lý chân tín đó, nó trỗi dậy cái pháp lý trong đó, và các ông thầy mình ông cũng trỗi dậy, ông hiện trong đầu của mình đó. Con nói, hề con ơi đừng có về đời, hầu con đến đi tu với sư phụ, đừng có bỏ sư phụ nghe không? Cái tự nhiên không thích nào mà theo nàng nào được, đi theo thầy thôi hả? Hiểu không? Làm đi. Hết giờ rồi. Trước khi dứt lời cũng có, hôm nay cũng có duyên lành đó, về tham dự cái ngày giỗ tổ. Hồi nãy thì ông sư cũng lên chùa giỗ lại tổ rồi, xuống giảm đường cũng thấy tổ xá bái rồi, thì được nói chuyện với đệ tử đệ tông của sư tổ nữa, rất là sung sướng. Và cũng mong rằng làm sao quý vị noi gương theo sư tổ, rồi noi gương theo cái là sư phụ Chân Tín Bồ Tát, để làm tròn bổn phận của mình, để làm khỏa làm mất mặt sư phụ ha. Vậy là chúc tất cả quý vị lúc nào cũng nhớ đến gọi là Nam Mô Chân Tín Bồ Tát Ma Ha Tát.